Rồi bây giờ trước khi mà vẽ cái thân sao đó thì Lú mời mọi người so sánh giữa cái mẫu gốc và cái mẫu thân trước mà Lú vừa hướng dẫn cho mọi người đó. Thì mọi người nhìn thấy nó có khác cái gì không? Cái mà Lú khoanh tròn cái màu hồng đó, cái màu mực màu hồng đó, thì nó sẽ khác nhau về cái trụ giữa cái mẫu gốc và cái mẫu Lú hướng dẫn. Cái mẫu gốc là khi gài nút á, là cái trụ ở phía ngoài nó che kín cái trụ ở phía dưới. Còn cái mẫu mà Lúa hướng dẫn mọi người đó là cái trụ nó không có che kín. Thì cái này là mọi người tự điều chỉnh nha. Tự điều chỉnh lại làm sao để cho nó giống cái mẫu gốc nhất. Đó. Chứ để rồi vừa rồi có một số người á là mắng Lúa là thằng cha này chỉ hướng dẫn cho những người thiểu năng trí tuệ xem không à. Nếu mà mọi người có ngại á, thì nhớ là đừng có cho ai biết là đang xem hai Lúa hướng dẫn nha. Rồi, Lúa chỉ muốn lưu ý mọi người một chút xíu về cái trụ của thân trước thôi. Bây giờ mình thiết kế thân sau nha. Rồi, bây giờ mình vẽ cái thân sau nha. Bây giờ mình có cái đường chân cổ nè, ở này là cái đường sống lưng thân sau. Đường này gấp đôi nha. Cái đường sống lưng thân sau gấp đôi. Thì chiều dài áo, chiều dài thân sau sẽ bằng số đo chiều dài cộng 2. 63 cộng 2 là 65. Đó. Rồi, hạ xu dai là 3/7 là 1/10 vai á. Vai người này là 37. Rồi vào cổ cũng bằng 1/5 nè, là cổ 40 và cổ là 8 nè. Vai 37 là 1/2 vai là 18 năm nè. Đó. Rồi hạ cổ là 2/2, cái này Lú quen tay Lú vẽ nha, còn lại là mọi người dùng cái này để vẽ nè. Đó thì cái cổ nó sẽ đẹp hơn đó, được chưa? Rồi hạ nách và đường ngang ngực sẽ bằng 1/2 vòng nách cộng 2. Nghĩa này là thân sau nách là bao nhiêu? Nách là 40, 1/2 vòng nách cộng 2. Hạ eo là 13 sao. Rồi, ngang ngực sẽ bằng 1/4 ngực cộng với 1/2 đi. Nha. Tôi nói rồi, cái chuyện mà cộng cử động này á là tùy theo là mình muốn
mặt ôm, mặt vừa, mặt rộng thì mình cộng nhiều hoặc ít nha, chứ không có ai quy định là phải cộng 1,5 hay 2,5 hết. Muốn rộng thì cộng nhiều vô, muốn ôm thì cộng ít đi hoặc không cộng, vậy thôi. Thì bây giờ là lúa cộng là 1/4, ngực là cộng 1,5 thôi. Ngực 9, 4, 7, 2, 3, 5 cộng 1,5 là 25 nè. Vào nách là 1/2 vai trừ 2. 37, 18 năm trừ 2 là còn 16 năm. Đó. Nối lại 22, 11. Đó. Thì mình vẽ cái dòng nách sau. Rồi, ngang eo 8, 6, 4, 3, 21, 5. 21, 5 hối cộng 1,5 luôn. Nào, ngang mông 1/4 mông. Nếu mà mông mông nảy, mông to đó thì có thể cộng 1,5 đến 2 phân nha. Mông 100 là 50, 25. 25 hối cộng 1,5 luôn đi. Đó. Rồi, ở đằng sau nè, sa dạt một chút xíu. À, mà trước khi á, sa dạt là mình phải gọt tỉa cho nó đẹp. Chứ không có để cái lai áo mà nó chỉa ra như thế này nha. Rồi, sa dạt chút xíu. Cái này là đường thành phẩm nha, lúa chưa có chiều lai gì hết nha. Rồi. Đó, như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ thiết kế cái cổ nè. Thiết kế cái cổ làm sao? Thì á, lúc nãy á, là mình quyết định là cái bảng cổ của nó là 4 phân, đúng chưa? Nhưng mà cho nó cơi lên trên cổ 1,5. Như vậy là cái phần thiếu lại là 2,5 nè. Thiếu lại là 2,5. Thì mình cắt đi 2,5 nè. Thấy chưa? Đó. Rồi. Cái phần này là 4 phân nè. Thì mình bù thêm 1,5. Đó. Vậy đó. Bây giờ mình mới cắt nè. Cứ cắt đúng như khung đi, xong rồi á thiếu đủ mình gia giảm sao. Rồi sau khi mà mình cắt cái thân sau xong nè, mọi người thấy không? Bây giờ mình ráp vô nha. Mình ráp vô. Đó, cái này thân sau, cái này thân trước nè. Cái cổ hồi nãy nè. Thấy không? Đây. Rồi, đến cái cổ sau nè. Đến cái cổ sau nè. Đó. Thì á, cái phần này là cái phần liền, đúng chưa? Cái phần này là cái phần liền nè. Mình sẽ dán cái vai lại. Đó, đây là cái phần liền nha.
Đó, đây là cái phần liền, thấy chưa? Thì á, cái phần này nè, cái phần này nó rất là gắt, phần này rất là gắt đúng không? Bây giờ mình sẽ rã ra, mình sẽ rã chỗ này ra để cho cái cổ nó, cái cổ nó được êm ái nha, nó không có ôm siết vô cổ. Thì mình á, mình sẽ banh nó ra nè, banh nó ra khoảng cách chừng 5 ly cho đến 7 ly là mình thấy ổn rồi. Đây mọi người chú ý nha. À, để nó lấy cái tờ giấy khác cho dễ nhìn. Đây, sau khi mà mình cắt đứt hai nhát đó thì mình banh ra nè, banh ra cho nó hở khoảng chừng 5 đến 7 ly, thấy chưa? Rồi mình cố định nó lại đó. Đó, mình chỉ xử lý một chút xíu như thế này thôi. Đó. Mọi người thấy chưa? Đó, bây giờ giả sử nè, giả sử mình ráp vai vô nè. Đó. Mình ráp vai vô, ráp vai thân thân sau với thân trước vô. Đó. Đó, cái này mình ráp cái trụ vô nè. Thấy không? Đó. Mình ráp cái trụ vô, nó như vậy nè. Thì như vậy á, thì như vậy là cái phần này nè. Cái phần này là cái phần gấp đôi nè. Nha. Bây giờ lúc cắt luôn cho mọi người thấy. Thì cái miếng này đó là bắt buộc là mình cắt cái này thành hai miếng thôi. Thấy không? Nếu như mình ghép cái này vô nè, mình ghép cái vai nó vô nè thì nó thành bây giờ cái này á, cái cạnh này á là mình gấp đôi nè. Đó. Cái này là gấp đôi nha mọi người nha. Cái vải gấp đôi là cái đoạn này. Đó. Xong rồi mình cắt hai miếng như thế này đó, mình ép keo lên, keo mềm thôi, keo thun thôi nha, keo tốt tốt một chút, đừng có xài mấy cái keo hột giống dởm á, nó sẽ bị dợp hết đó. Rồi mình may lộn cái cạnh này. Đây, bây giờ lúa sẽ cắt luôn ra cái miếng cổ, vừa là cổ sau nó nối với cổ trước luôn. Đó. Mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Đó, nó vừa là cái cổ sau mà nó vừa là cái cổ trước nè. Mọi người hiểu cái chỗ này không? Đó, cái này là gấp đôi nè. Gấp đôi lại nè. Banh ra nè. Thấy chưa? Đó. Vậy là xong cái thân áo nha. Xong cái thân trước với cái thân sau với lại cái cổ.